cất tiếng hát này lên. Cũng là lúc cảm xúc anh đang tới một nơi rất xa, nơi đó có em, người con gái anh yêu thương nhất đời. Lúc này anh chỉ muốn được ở bên cạnh em và nói, hãy để anh bước vào cuộc đời em, anh sẽ bước thật chậm, để em không sợ hãi về tình yêu của anh người ơi. Và tiếng hát anh bay trong đêm, cùng tiếng đàn dịu êm, đưa em vào thế giới chỉ có bình yên. Em sẽ hạnh phúc bên anh mà thôi, nói anh nghe đi. Nếu em lạnh giá hãy nói anh nghe, nếu em cô đơn, vòng tay này sẽ ôm chặt lấy em. Em chỉ còn một cách đáp lại tình yêu bằng nụ cười chiều mến. Ơi người anh yêu ơi, anh sẽ làm mọi thứ để giữ chặt tình yêu này. Em hãy nói rằng em yêu anh, em nhé. Em ơi anh cần em thôi. Em có thể làm người bạn luôn bên anh không? Em có thể bước đi cùng anh không? Và cứ mỗi chiều vòng tay anh lại đón em về. Đón em về.